Thưa quý vị, theo kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa mới ban hành thì trong năm 2018 này sẽ có hơn 10.000 lao động nông thôn được học các nghề cả nông nghiệp lẫn phi nông nghiệp. Theo kế hoạch, khoảng 10.500 lao động nông thôn trên địa bàn 5 huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đào tạo nghề trong năm 2018. Trong đó, hơn 2.500 người học nghề nông nghiệp và gần 7.950 người học nghề phi nông nghiệp. Mục tiêu tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt 80% trở lên. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức kinh doanh, nghiệp vụ quản lý, tư vấn đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho 100 giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý đào tạo nghề quận huyện và cán bộ hội, đoàn thể. Đồng thời sẽ hỗ trợ đầu tư, mua sắm thiết bị đào tạo nghề cho 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tại các huyện nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.